các bạn, và hôm nay chúng ta lại quay lại với kênh YouTube của Daihan Motor. Và kế bên mình đây là chiếc Terra 245L. Đó, chiếc xe này thì có cái điểm đặc biệt đó là nó có tải trọng linh hoạt, hoặc là 2,4 tấn tổng tải 5 tấn, hoặc là 2,8 tấn tổng tải 5,5 tấn, và các bạn sẽ có thể di chuyển vào trong thành phố dễ dàng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem qua ngoại hình của chiếc xe này nhé. Vâng, phần đầu xe thì các bạn đã thấy là đèn xe có một điểm khác biệt, đó là đèn chiếu sáng chính được tích hợp chung với đèn xi nhan cũng như là đèn sương mù. Cái cách thiết kế này sẽ cho chúng ta cái cảm giác đó là khi nhìn vào đầu xe Terra thì chúng ta sẽ thấy là nó khá tương đồng với những chiếc xe khác cùng gia đình của Daihan. Ở phần ngoại thất thì cái điểm đặc biệt nhất là ở phần mặt ga lăng chúng ta sẽ thấy có 3 thanh ngang. 3 thanh ngang này nó khiến cho phần đầu xe trông nó có vẻ gì đó cơ bắp hơn. Ngoài ra ở bên dưới là một cái cản nhựa, và cái cản nhựa này được tích hợp thêm 2 cái đèn sương mù để giúp các bạn đi đường xa cảm thấy an tâm hơn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi ra phía sau để coi phần sexy khung sườn của chiếc Terra 245L này nhé. Vâng, ở đây chúng ta có 3 phiên bản của chiếc xe này, đó là thùng lửng, thùng mui bạc, nhưng mà chúng ta sẽ tập trung vào chiếc xe chỉ có cái sexy không để chúng ta có thể thấy rõ ràng nhất những chi tiết nổi trội trên Terra 245L. Đây là thùng nhiên liệu có dung tích 90 lít, và với 90 lít dầu này theo như mình nghĩ là nó có thể thậm chí đi ra tới Nha Trang hoặc Đà Nẵng mà không cần phải đổ dầu lại lần thứ hai. Phía sau là cặp bánh đôi cùng với bộ cùm nhíp khá lớn, và bộ cầu sau cũng khá lớn. Đặc biệt là xe được trang bị thêm một cái bánh sơ cua ở phía sau cùng của sắc-xi. Các bạn có thấy là phần sắc-xi của chiếc xe này khá là dài, thậm chí là nó còn đưa ra hãng phía sau này thêm một đoạn nữa. Ở bên dưới này là hệ thống phanh thủy lực cũng như những dòng xe khác. Đặc biệt hơn đó là trên xe này ngoài phanh thủy lực ra còn được trang bị thêm một bộ phanh động cơ sẽ giúp các bạn có thể xuống dốc hay là đổ dốc an toàn hơn. Nhưng mà để xem được cái hệ thống phanh động cơ thì chúng ta sẽ phải mở cái phần cabin lên. Bây giờ chúng ta sẽ cùng mở cabin lên để xem bên dưới cái khoang cabin này có gì nhé. Điểm đặc biệt đó là cái đầu cabin của Terra 245L này có thể mở lên góc 26 độ sẽ giúp các bạn có thể thao tác khi mà vệ sinh khoang máy hoặc là kiểm tra khoang máy dễ dàng hơn. Bây giờ chúng ta sẽ mở nó lên. Chúng ta đã mở được cái khoang động cơ lên thì bên dưới này sẽ có một cái bầu hơi nho nhỏ và nó sẽ giúp cho chúng ta có thể có được cái hệ thống phanh động cơ. Và khi mở khoang động cơ lên thì chúng ta sẽ thấy rõ ràng được cái khối động cơ Isuzu bên dưới. Mỗi cách nước rất là lớn, cộng thêm là một cái turbo khí cũng rất lớn bên phía bên này. Vâng, sau khi đóng cabin xuống thì bây giờ chúng ta sẽ cùng bước vào trong khoang nội thất để xem chiếc xe này có những cái điểm gì đặc biệt trong khoang nội thất nhé. Ồ, cái cửa mở khá là rộng. Mình nhớ không lầm cái xe này có thể mở cửa lên tới góc 76 độ và sẽ giúp cho chúng ta bước vào trong xe dễ dàng hơn. Không giống như những chiếc xe ở phân khúc tải trung. Những chiếc xe ở phân khúc tải trung thì thường ở khoang cabin nó nhỏ và ngồi nó tù túng. Nhưng trên chiếc Terra 245L này, các bạn thấy là mình là một người cao trên 1m75, nhưng mà ngồi vào thì cảm thấy bị lọt thỏm bởi vì khoang cabin nó rộng quá. Ngồi khá là thoải mái luôn. Các bạn thấy mình đang ngồi rất thoải mái. Vị trí vô lăng cũng rất là vừa tay. Và đặc biệt đó là cái tầm nhìn rất là thoáng bởi vì đây là một chiếc xe tải đầu bằng. Ở bên trên này chúng ta sẽ thấy có một cái hệ thống giải trí đầu đĩa USB. Cái chi tiết này sẽ giúp cho các bác tài đi đường xa cảm thấy đỡ mệt hơn khi có thể mở được những bài nhạc yêu thích. Có luôn cả chỗ cắm USB luôn. Đây là cái remote có thể giúp cho bác tài có thể chỉnh nhạc, tăng giảm âm lượng gì đó mà không cần phải với tay lên khi đi đường xa. Ở
đây là một cái lỗ nguồn mồi thuốc. Các bạn tài có thể mua một cái cổng sạc USB để gắm sạc cho điện thoại. Chỗ này thì có thể là một cái hộp để đồ, để điện thoại hay là ví tiền. Bên dưới là một cái chi tiết này sẽ giúp các tài có thể gạt tàn thuốc vào hoặc để điếu thuốc đang cháy dở vào. Phía bên ghế phụ là một hộp để giấy tờ. Cái hộp này thường các tài sẽ sử dụng để đựng giấy tờ xe. Và đặc biệt đó là phía sau lưng tài xế là một cái hộp để đồ khá lớn. Các tài có thể để một hai bộ quần áo để thay thế, thậm chí là để kem đánh răng, bàn chải đánh răng, xà bông gì đó được làm bằng nhựa, rất là dễ vệ sinh. Vâng, ở phía bên tay phải của mình là cái hệ thống khóa trung tâm sẽ giúp cho các bác tài khóa cửa xe lại khi đi đường xa hoặc là khi mới đề ba xe, tránh bị cướp bóc hay là mất an toàn. Và hai cửa kính lên xuống tự động bằng điện đây sẽ giúp cho các tài khi mà mua vé cầu đường hay là cần lấy đồ ở ngoài tiện hơn, không cần phải nhấn giữ. Vâng, ngồi ngay vị trí ghế tài này thì các bạn có thấy là kế bên mình là hai cái kính chiếu hậu rất là lớn. Và cái kính dài này sẽ giúp bạn có thể canh được phần đầu xe cũng như canh được phần thân xe, chiều cao của thùng xe. Các bạn khi mà đi qua những cái nơi có dây điện chằng chịt thì có thể canh được thùng xe mình có bị chạm hay không. Và cái kính hậu dưới này thì nó lại khác ở chút, đó là nó sẽ lấy được luôn cả cái góc của phía dưới bánh trước và giúp cho các bạn có thể canh được bánh trước nè. Đó, mình đánh vô lăng thì thấy bánh trước nó di chuyển nè. Và khi đi vào những cái cua gắt, những cái đường nhỏ hay là những cái vị trí mà lề nó gần bánh xe quá thì chúng ta có thể canh thật là dễ dàng với cái kính hậu này. Thường thì chi tiết này không được trang bị trên xe tải hàng trung đâu, nhưng mà trên Terra 245L này thì được trang bị và giúp cho xe này đi an toàn hơn. Bây giờ mình sẽ lái thử một vòng chiếc Terra 245L này để xem nó vận hành như thế nào. Và trước tiên hãy cùng thắt dây an toàn, đây là điều rất quan trọng. Rồi, đi ha. Vâng, mình đang lái chiếc Terra 245L và số tương đối ngắn. Đây là điểm đặc trưng của những chiếc xe tải số ngắn, sẽ giúp cho các bạn leo dốc, vượt dốc tốt hơn, chở hàng tốt hơn. Tải trọng dù có nặng đi chăng nữa thì vẫn có thể chở thoải mái. Hai cái kính chiếu hậu ở vị trí này sẽ giúp chúng ta có thể canh dễ dàng hơn. Và chỗ vị trí ghế ngồi lái thì cũng có góc nhìn thoải mái. Vâng, các bạn thấy cái tiếng turbo rít lên để nạp tốt hơn cho động cơ và giúp chiếc xe tăng tốc. Có thể nói là cái khả năng tăng tốc của chiếc Terra 245L là khá ấn tượng khi mà mình có thể chạy lên tới tốc độ 60 km/h, rất là nhanh luôn. Rồi, ôm một cái cua nào. Thử đi số cao, tua thấp thử xem. Vâng, số 4, tốc độ 30 và không bị gằn máy. Điều này chứng tỏ là cái mô phanh xoắn trên chiếc xe này khá là tốt, mới có thể giữ được cái tua máy thấp mà hợp số ở số cao như vậy. Rồi, đánh một cái cua để xem là nó có đầm chắc hay không. Tốc độ đang là 50. Ở đây có một cái cua khá là gắt ha. Rất là đầm chắc luôn, không hề cảm thấy khó chịu hay là sợ hãi gì trên chiếc xe này. Về số 3 để ý vào cua. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tăng tốc từ 20 km/h ở số 3. Đó nào, 40. Rồi, số 5, tua thấp.
đủ rất thấp luôn, 1200. Số 5 mà tua 1200 tốc độ 40 mà vẫn cảm thấy vẫn còn lực máy. Có nghĩa là nếu như đi đường xa thì chiếc xe này sẽ rất là tiết kiệm dầu. Cứ đi tốc độ như thế này và đi ở số 5, tua máy liêu riêu. Các bạn có thấy là mình đang vận hành chiếc xe này một cách rất rất là nhẹ nhàng luôn. Rất nhẹ nhàng. Mọi thao tác từ số, phanh, vô lăng đều rất là nhẹ nhàng. Cái máy nó mượt và cái bộ côn thì rất là nhẹ. Điểm đặc biệt đó là cái bộ chân côn rất nhẹ, sẽ giúp cho chúng ta đỡ cực hơn mỗi khi mình đánh lái, mỗi khi cần phải quay đầu hay là dê. Đặc biệt là đường ở Việt Nam thì rất là kẹt xe. Các bạn có thể nhìn thấy ở vị trí ngồi lái của mình ngồi tương đối thoải mái. Thì trên những xe tải thì vị trí ngồi rất là quan trọng, bởi vì nếu mà ngồi thoải mái thì các bạn có thể lái đi đường xa mà không bị mệt. Điều này rất là quan trọng bởi vì nó liên quan tới cái năng suất lao động của tài xế, cũng như là những cái chuyến hàng nó sẽ trôi chảy hơn. Nãy giờ mình đi tốc độ tầm khoảng 30 tới 50 km/h và gần như chỉ sử dụng số 4 và số 5, nhưng mà xe nó không có bị đòi số, không có bị rần máy. Rõ ràng là cái moment xoắn trên cái xe này nó khá ổn thì mới làm được chuyện này. Bây giờ mình thử lại lần nữa quay đầu chiếc xe này ở đường đôi coi thử có đủ hay không. Rồi lấy hơi sát vào lề tí xíu ha. Rồi anh hết lái, quay đầu nào, đủ không? Ồ, dư sức. Máy kính quay đầu tốt sẽ giúp cho các bạn có thể dễ xoay trở trong những cái điều kiện đô thị, đường thành phố nhỏ và đông đúc. Hộp số mượt, côn nhẹ, chân ga cũng nhẹ. Đây, đang ôm cua với số 5. Tua máy 1000, tốc độ 38 km/h. Rồi, rất nhẹ nhàng luôn ha. Rất là nhẹ nhàng luôn. Và với cái thế ngồi thế này thì mình nghĩ là mình có thể lái chiếc xe này tới mai mà không thấy mệt. Vâng, Terra 245L này sẽ có hai màu cho các bác tài lựa chọn, đó là màu xanh hoặc là màu trắng. Ở bên kế bên mình đây là chiếc màu trắng phiên bản thùng lửng. Và ở bên kia là chiếc màu xanh phiên bản thùng mui bạc. Vâng, chúng ta sẽ cùng bước qua để xem phiên bản thùng mui bạc của Terra 245L. Ngoài ra thì còn một cái loại thùng nữa, đó là thùng kính. Vâng, xe tải Dehan Terra 245L đang được bán trên thị trường. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh YouTube của Dehan Motor. Bye bye.